Con gái, con vẽ thử con chim cho mẹ coi coi. Dạ. Nếu như con của bạn vẽ quá xấu, đừng tuyệt vọng mà hãy mua cho nó cái này. Bộ bàn vẽ hình chiếu cho em bé. Bộ bàn vẽ thiết kế rất là xinh, đảm bảo các bé rất là thích luôn. Và nó hoạt động theo nguyên lý là có một cái bóng đèn chiếu bóng ở phía trên và một cái bàn vẽ ở phía dưới. Bên trong chúng ta sẽ có một cái quyển sổ để vẽ như này. Các bạn chỉ cần đặt quyển sổ lên bàn vẽ, bật đèn lên. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 hình vẽ theo từng chủ đề khác nhau. Trái cây, xe cộ và thú vật. Chỉ cần để bộ lọc vào phía trên khe này, xoay đến hình mà các bạn thích. Rồi bây giờ thì các bé chỉ cần đồ theo thôi. Nhưng mà khoan, nó còn có nhạc nữa. Vẽ cũng phải chiêu chứ. Cái bàn vẽ này vừa giúp các bé không có mất thời gian xem iPad, xem điện thoại nhiều, mà vừa luyện thêm kỹ năng vẽ nữa. Sao y bạn chính, chứ thật thà vẽ xấu nhưng mà có đồ chơi.